Chào các bạn, trên tay mình đây là bộ dây cho chiếc đồng hồ Samsung Gear Sport. Chiếc đồng hồ cũng mới ra mắt của Samsung thôi, nhưng mà nó không được bán ở thị trường Việt Nam, chỉ được bán ở thị trường Việt Nam dưới dạng đồng hồ xách tay thôi. Thế thì trên tay mình đây là cái dây của Gear Sport màu xanh. Thì đối với chiếc dây của đồng hồ này, thì nó có size của nó là size 20. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đấy. Size 20 tức là ở cái khoảng cách bề ngang của dây ở cái chỗ khóa thì nó có bề rộng của dây ở chỗ khóa nó là bề rộng là 20 mm. Trên tay mình đây là chiếc dây size M và các bạn có thể nhìn thấy logo Gear Sport, tức là dành cho chiếc đồng hồ Samsung Gear Sport. Nhưng thực ra thì nó có thể dùng để đeo được cho tất cả những cái đồng hồ mà có kích thước dây là size 20, ví dụ như là Gear S2, Gear Classic đều có thể sử dụng chiếc dây này. Dây này thì được thiết kế từ dây cao su. Do là đồng hồ Gear Sport cho nên là nó có tính năng chống nước, nên là cái dây theo cái đồng hồ đấy thì được làm từ chất liệu là cao su, thì nó giúp các bạn để thoải mái hơn khi các bạn đi bơi lội. Đấy, nó khá là mềm. Đấy, các bạn có thể thấy khá là mềm. Đây là bộ dây thay thế cho chiếc đồng hồ Samsung Gear Sport. Đây là dây size M, đây là dây khóa. Thì ở cái dây khóa thì nó có hai cái quai để giữ cái dây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là size 20 đấy ạ. Và cái chốt khóa của nó thì được thiết kế khá là đẹp. Bên dưới thì các bạn có thể stainless steel, thép không rỉ đó. Một nửa được thiết kế dạng trơn, một nửa thiết kế dạng kẻ sọc, khá là đẹp. Đấy, dây này cũng thế ạ. Ok, để tham khảo về sản phẩm thì các bạn có thể truy cập vào website phụ kiện samsung.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.